Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá, nơi chia sẻ thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định, soi kèo, dự đoán kết quả trận đấu giữa AC Milan và Tottenham Hotspur. Trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 2 trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu mùa giải 2022-2023. Cả AC Milan và Tottenham Hotspur đều có mặt ở vòng 1/8 Champions League năm nay, dù mỗi đội chỉ thắng đúng 3 trận ở vòng bảng. Điều này đã cho thấy phong độ nghèo nàn của cả hai trên mọi mặt trận, đặc biệt là nhà đương kim vô địch AC Milan. Mặc dù lúc này đội bóng áo sọc đỏ đen đã kết thúc chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường bằng chiến thắng 1-0 trước Torino tại vòng 22 Serie A cuối tuần qua để vươn lên vị trí thứ 5 và tạm thời chặn đứng cuộc khủng hoảng. Nhưng khả năng giữ được mạch chiến thắng của nhà đương kim vô địch Italia là rất mong manh. Nếu không thể giành chiến thắng trước Tottenham hoặc không thể kết thúc mùa giải ở vị trí dự Champions League mùa giải tới, thì nhiều khả năng huấn luyện viên Pioli sẽ phải ra đi. Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng đang đối mặt với nhiều thử thách tương tự. Tưởng như chiến thắng trước Manchester City sẽ giúp đội bóng thành London tìm lại phong độ đỉnh cao. Và ngay cả khi huấn luyện viên Conte đã trở lại sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ túi mật nhưng không giúp được Tottenham Hotspur, mới đây nhất, đội bóng này chịu thất bại nặng nề 1-4 trước Leicester City trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Lúc này cũng giống như AC Milan, Tottenham Hotspur cũng rất cần một chiến thắng để làm bước đà để trở lại Premier League. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa AC Milan và Tottenham Hotspur có thể coi là trận đấu của những đội bóng đang khốn cùng và có chung một hy vọng giành được chiến thắng để lấy lại sự tự tin cũng như tránh xa khỏi cuộc khủng hoảng. Theo thống kê, thì trong 5 lần gặp nhau của hai đội trước đây, Tottenham cho thấy sự vượt trội khi giành 3 trận thắng và 2 trận hòa. Xét về phong độ hiện tại thì AC Milan chỉ thắng 1 trận và để thua 4 trận, trong khi đó Tottenham Hotspur có 3 trận thắng và thua 2 trận còn lại. Lúc này, theo các nhà cái châu Á, dù được chơi trên sân nhà, nhưng niềm tin dành cho AC Milan là không khả thi bởi đội bóng này chỉ thắng 2 trên 9 trận gần nhất trong mọi mặt trận, đó là 2 trận thắng sát nút trước Cremonese và Torino, qua đó thua kèo 8 trên 9 trận này. Trong khi đó, Tottenham Hotspur đã thi đấu không quá tệ trong thời gian gần đây, ngoại trừ trận thua 1-4 trên sân của Leicester City. Nên nhớ là trước đó họ từng có 3 trận thắng liên tiếp, trong đó từng vượt qua cả Manchester City. Vì vậy, niềm tin dành cho gà trống thành London là có cơ sở. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa AC Milan và Tottenham Hotspur, lúc này hàng thủ của AC Milan đang gặp nhiều vấn đề khi chỉ trong 6 trận gần nhất họ đã nhận tới 14 bàn thua, trong đó có trận thua 2-5 trước Sassuolo và thua 0-4 trước Lazio. Hiện tại, đội chủ sân San Siro đang nhận số bàn thua nhiều nhất trong số 8 đội có thành tích tốt nhất tại Serie A, cụ thể đã nhận tới 30 bàn thua. Về phía đội khách thì Tottenham Hotspur cũng không khá hơn khi nhận tới 35 bàn thua sau 2-3 trận tại Premier League. Mặc dù vậy, hiệu suất ghi bàn của Tottenham Hotspur đang rất tốt khi họ chỉ xếp sau Manchester City và Arsenal trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa AC Milan và Tottenham Hotspur sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Theo các nhà cái châu Âu thì trong quá khứ, Tottenham Hotspur và AC Milan từng tổng cộng có 4 lần gặp nhau. Kết quả là Spurs chưa một lần nhận thất bại, trong đó đều thắng ở 2 lần gặp nhau gần nhất. Tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu năm nay, AC Milan nằm trung bảng đầu có sự hiện diện của một đội bóng đến từ Premier League là Chelsea. Kết quả là họ đều thua cách biệt đối thủ này ở cả 2 lượt trận. Nên nhớ là Chelsea hiện đang xếp sau cả Tottenham Hotspur trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Vì vậy, niềm tin vào một chiến thắng dành cho gà trống thành London là có cơ sở. Tựu chung lại thì AC Milan đã tỏ ra kém hiệu quả hơn ở những trận đấu lớn. Cụ thể là chỉ trong thời gian ngắn gần đây họ liên tiếp trải qua những trận đấu gây thất vọng. Đó là thua 0-3 trước Inter Milan ở trận tranh siêu cúp Italia, thua 0-4 trên sân của Lazio, thua 0-1 trên sân của Inter Milan tại Serie A. Trong khi đó thì Tottenham Hotspur đang có phong độ không tệ khi thắng 3 trên 4 trận gần đây, trong đó từng đánh bại cả Manchester City. Vì vậy, dù làm khách nhưng gà trống thành London vẫn được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Được biết, trận đấu giữa AC Milan và Tottenham Hotspur trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu mùa giải 2022-2023 diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2023. Theo bạn, giữa AC Milan và Tottenham Hotspur, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.